Hello xin chào tất cả anh em Chào anh em đã quay trở lại với channel của mình Và mình là Hào Quang đây Ok ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho anh em Đó chính là Lata Headshot nha Rồi thì như hôm qua ấy Thì mình đã có chia sẻ cho mọi người Đó chính là Mod Skin BB13 nha Rồi hôm nay mình chia sẻ cho anh em Đó chính là Lata Headshot mới nhất Đinh tài mình sẽ để dưới phần mô tả cho anh em Giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách uh, Cài đặt nha Ok bước 1 anh em tải ứng dụng Giver về cho mình ba mình nói luôn nó chỉ có tác dụng với Free Fire thường nhá anh em là cần Free Fire Max thì nhớ comment cho mình biết đấy ok anh em sẽ tải cái file này về đinh tải mình sẽ để dưới phần mô tả cho anh em rồi bây giờ anh em sẽ click vào cho mình click vào anh em chọn xem đây nó có tên của mình này anh em anh em ấn ấn giữ cái thư mục com chấm dts free fire th anh em chọn sao chép cho mình anh em chọn trên cùng màn hình anh em chọn bộ nhớ thiết bị anh em chọn android anh em chọn data anh em ra đây đó nếu mà bạn nào mà cần ấy thì thì chắc chắn các bạn ấy biết cài rồi ok giờ mình sẽ hướng dẫn tải nhá anh em nhớ cái đích đinh ấy anh em nhớ uh, sử dụng cho me cho mình nhá đấy sử dụng cho cho mình ok và và đây là cái đinh nha anh em nhé cái đinh đây ok rồi bằng cái đinh này thì anh em sẽ cái ở trên này nha anh em nha Anh em sẽ tải về nha anh em nha Tải về ở đây Ok anh em tải về này Ok và anh em sẽ chọn uh, Chom chom cho mình nhá Anh em chọn lại chom này Đấy Ok vậy là đã là tải xuống một tiệm đấy Anh em thấy chưa thành công nha anh em nha Ok và cái clip mình thấy được kết thúc nha anh em nhá Tay headshot của mình cực kỳ là ngon luôn Thế nên là anh em à... Cứ sử dụng mà chơi nha anh em nha Cảm ơn mọi người rất nhiều Bye bye